tinh dầu quýt lai vung, cam bưởi Cao Lãnh, tràm tháp 10, khuynh diệp Hồng Ngự hay chanh sả Sa Đéc đều được chiết tách từ các vật phẩm nông nghiệp tưởng chừng đã bỏ đi. Theo đó, thay vì cắt bỏ phần trái non, hoa, thân hoặc lá để đảm bảo chất lượng cho nông sản, những vật phẩm này sẽ được chị Đoàn Ngọc Minh Thùy mua về và tái chế thành hơn 70 loại tinh dầu tự nhiên. Người nông dân á, người ta rất là khó khăn, nông dân phải lặt tỉa hết cái trái và hoa để nuôi dưỡng cây. Thì mình mới mang về nghiên cứu và ra hai cái dòng sản phẩm là tinh dầu bưởi bánh tre và nước chân hoa bưởi bánh tre. Vốn xuất thân từ sinh viên ngành công nghệ sinh học, chị Minh Thùy cùng các cộng sự đã nghiên cứu thành công quy trình sản xuất tinh dầu kết hợp giữa truyền thống và hiện đại bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Các sản phẩm sau khi hoàn thành đã được kiểm nghiệm tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Trung bình 1 tấn nguyên liệu thô sẽ cho ra 1 lít tinh dầu tự nhiên. Hiện các sản phẩm tại Hương Đồng Tháp có mức giá dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng. Quý khán giả cũng mua gì ở đâu nếu quan tâm có thể tìm hiểu thông tin sản phẩm tại website hươngđồngtháp.com hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham khảo.